Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Chào tất cả các em đến với tiết học lịch sử lớp 7 của thầy ngày hôm nay. Thì tiết trước, thầy và các em đã cùng nhau tìm hiểu về tình hình kinh tế cũng như là xã hội văn hóa của triều đại nhà Trần sau các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cụ thể là quân xâm lược Mông Nguyên. Thì ở bài đó chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về làm thế nào để nhà Trần có thể thoát khỏi, vực dậy lại được cái nền kinh tế đang trong quá trình mà bắt đầu hồi phục lại, bởi vì đó là do chiến tranh tàn phá. Thì ở đó nhà Trần đã có những biện pháp như là khai khẩn đất hoang, nạo vét kênh mương, rồi cho xây dựng đê điều. Ngoài ra thì còn cho lập làng xóm này. Chính vì vậy thì những cái biện pháp này nó làm cho cái tình hình kinh tế của xã hội thời Trần sau chiến tranh nó bắt đầu nó dần khôi phục và nó phát triển lại một cách rất là nhanh chóng. Bên cạnh đó, nói về cái hoạt động ngoại thương thì lúc này chợ búa được thành lập nên rất là nhiều. Trong đó Thăng Long chính là cái trung tâm kinh tế sầm uất nhất của cả nước lúc bấy giờ. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không nhắc đến cảng Vân Đồn. Đây chính là thương cảng đầu tiên của quốc gia Việt Nam chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại về về giáo dục. Thì nói về giáo dục thì Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn là cái nơi để dạy học cho các con của vua và các quan lại, các quý tộc. Bên cạnh đó, khác một điểm một chút nữa thì lúc này về giáo dục thời Trần sau chiến tranh đó, nó đã có những bước tiến rất là phát triển so với giai đoạn trước. Là lúc bấy giờ trong nhân dân á, đã có rất là nhiều trường công cũng như là trường tư. Bên cạnh đó các khoa thi được mở ra rất là nhiều để mục đích là để tuyển chọn nhân tài phục vụ cho đất nước. Còn về mặt khoa học kỹ thuật thì lúc bấy giờ là chúng ta nhắc đến một cái cơ quan rất là quan trọng trong cả nước, đó chính là cơ quan quốc sử viện do Lê Văn Hưu là người đứng đầu. Và cũng chính ông là người đã có công sáng tác ra bộ tên là Đại Việt Sử Ký với hơn 30 quyển. Và đây được xem là bộ sử chính thống đầu tiên của quốc gia Việt Nam của chúng ta. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bài 16 với một cái tiêu đề đó là sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ 10, 14. Thì mình coi thử rằng là cái nguyên nhân nào nó làm cho nhà Trần suy sụp, cũng như rằng là nhà Trần bắt đầu vào một cái giai đoạn suy yếu rồi thì triều đại nhà nào sẽ lên thay, và triều đại này đã thực hiện những cuộc cải cách như thế nào để bắt đầu khôi phục lại kinh tế của đất nước. Thì chúng ta cùng nhau đi qua bài 16, sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ 10, 14. Các em ghi tiêu đề bài học ngày hôm nay vào trong vở. Bài 16, sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ 14. Rồi, nói về bài học này thì chúng ta sẽ có hai phần. Đầu tiên là phần một La Mã với tên gọi là tình hình kinh tế xã hội của thời Trần cuối thế kỷ 14. Phần hai La Mã với tên gọi là nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly. Thì theo yêu cầu của Bộ Giáo dục cũng như là phân phối chương trình thì phần một La Mã này là tình hình kinh tế xã hội. Các em sẽ tự học, tự đọc trong sách giáo khoa và chỉ nắm những ý chính của phần một La Mã này thôi nha. Còn phần hai La Mã thì sẽ là cái phần mà thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu trong cái tiết học ngày hôm nay. Nên bài 16 chúng ta chỉ tìm hiểu phần hai La Mã thôi, đó là nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly. Rồi, bài 16 các em ghi tiêu đề vào văn vở rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi qua phần hai La Mã luôn. Đó là nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly. Rồi các em ghi tiêu đề phần hai La Mã vào trong vở nha. Bạn nào chép bài không kịp có thể lên trên AdHub và thầy sẽ tải cái mục ghi bài vào trong nội dung tài liệu và các em lên đó và bổ sung cái nội dung này vào trong vở nha.
Rồi, nói về phần hai La Mã này thì thầy và em sẽ cùng nhau đi qua ba nội dung cơ bản sau đây. Một nhỏ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhà Hồ thành lập vào năm 1400. Hai La Mã, hai nhỏ là mình sẽ đi vào nội dung đó là những biện pháp cải cách của Ngụy Ly sau khi mà ông lên ngôi vua. Ba nhỏ là ý nghĩa và tác dụng của những cái cải cách này. Rồi, vậy là mình đã nắm được ba cái nội dung cơ bản của bài học ngày hôm nay đúng không? Mình bắt đầu mình đi qua phần một nhỏ nhà Hồ thành lập. Để nói về cái việc mà nhà Hồ thành lập như thế nào á thì nó có liên quan một xíu về phần một La Mã. Thì bây giờ á phần một La Mã là như thầy vừa trình bày hồi nãy xong là các em chỉ đọc và tìm hiểu thôi. Nhưng mà bây giờ nó có liên quan thì thầy sẽ khắc họa lại những cái nét chính của phần một La Mã. Cũng từ đó chúng ta sẽ rút ra được những nguyên nhân mà làm cho nhà Trần suy yếu, cũng chính từ đó mà nó tạo điều kiện cho sự thành lập nhanh lên nhà Hồ. Thì vào cuối thế kỷ 14 á, lúc bấy giờ á, trong triều đại nhà Trần, trong xã hội thời Trần lúc bấy giờ thì vua quan ăn chơi rất là sa đọa, không chăm lo tới việc triều chính. Cũng chính từ những nguyên nhân này á thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chăm lo tới đời sống của nhân dân, mặc kệ cho nhân dân họ đói khổ, họ bị thiên tai, họ bị mất mùa, họ bị đói kém, vua quan vẫn cứ mặc sức ăn chơi. Bên cạnh đó thì còn không không có nói chung là không chăm lo tới những cái công việc của người dân mà chỉ chú trọng tới cái việc là như là cho xây dựng các công trình kiến trúc như là lăng tẩm này, như là chùa chiền này, đường xá này đó. Chính vì vậy là nó gây ra một cái sự bất mãn rất là lớn trong lòng xã hội của người dân. Đây một vài ảnh mà chúng ta cũng có thể thấy người dân họ phải chịu qua những cảnh như thế này. Đó là gì? Mất mùa, đói kém, thiên tai, hạn hán, lũ lụt xảy ra rất là nhiều. Mà triều đình á, mà nhà nước á, lại không chăm lo tới cái cuộc sống của người dân. Ngoài bên đây thì chúng ta có thể thấy rằng tiếp theo nhân dân thì bị bóc lột rất là nặng nề. Bóc lột gì? Về sức người, sức của, vơ vét mọi của cải tiền bạc của người dân. Bên cạnh đó thì người dân họ còn bị cướp đoạt ruộng đất nữa. Đó, chính những cái mà mình gọi là những cái mục đích, những cái yêu cầu của người dân thì triều đình không đáp ứng. Chính vì vậy nó gây ra một cái mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội của người dân. Đó chính là mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội với giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị ở đây các em có thể hiểu là vua, quan, quý tộc, những người đứng đầu. Còn giai cấp bình thường trong xã hội như là nông dân, như là nô tỳ, như là những thợ thủ công đó, họ bắt đầu họ có những cái sự mâu thuẫn với nhau là bởi vì những cái người mà chăm lo, những người đứng đầu đất nước lại không chăm lo đến đời sống của mình, bởi vậy nó gây ra một mâu thuẫn. Mà như các em biết rồi, một cái quy luật tất yếu trong xã hội, có mâu thuẫn ắt sẽ có chiến tranh. Bởi vậy một số người nông dân họ nổi dậy, họ đứng lên, họ họ đấu tranh để họ đòi lại quyền lợi của mình. Có thể kể đến một số cuộc đấu tranh, cuộc khởi nghĩa của nông dân cuối thế kỷ 14, như là cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương, thứ hai cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ ở Thanh Hóa, tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn ở ở Hà Nội, tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Như Cái ở Sơn Tây. Đó thì chính những cái cuộc khởi nghĩa này nó đã góp phần một phần nào đó, nó đã kích thêm cái chính quyền của xã hội thời Trần đang suy yếu. Như thầy có giới thiệu phía trước ở ở đầu bài rồi, là lúc bấy giờ vào cuối thế kỷ 14, xã hội thời Trần đang rơi vào một cái giai đoạn suy yếu. Đó thì cũng chính từ những cái cuộc khởi nghĩa này nó tác động thêm vào cái tình hình của xã hội thời Trần lúc bấy giờ nữa. Chính vì vậy nhà Trần á họ không còn đủ sức để giữ cái vai trò của mình. Đó, các em thấy chưa? Là đã chính quyền đã mục nát, đã suy yếu rồi mà không chăm lo đến phát triển đất nước, không chăm lo đến đời sống của nhân dân, làm nổi dậy các cuộc khởi nghĩa nông dân thì tất nhiên vai trò của nhà Trần không còn được trọng dụng, không còn được đề cao nữa, không còn đủ sức để gánh vác đất nước nữa, nên cái điều mà sụp đổ là không tránh khỏi. Đó, đây chính là cái ý mà dẫn đến sự suy sụp của nhà Trần. Tạo điều kiện để thành lập nên nhà Hồ. Thì bắt đầu mình tìm hiểu thử rằng là nhà Hồ được thành lập như thế nào nha.
Thì trong bối cảnh như vậy, trong bối cảnh là nhà Trần đang rơi vào một cái giai đoạn suy yếu, bên cạnh đó là ở xã hội thì các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ngày một càng nhiều, thì lúc bấy giờ nổi lên một người nổi lên một nhân vật mới có tên là Hồ Quý Ly. Thì mình coi thử rằng Hồ Quý Ly là ai nha. Nói về Hồ Quý Ly á, thì Hồ Quý Ly sinh năm 1336, mất năm 1407. Ông còn có một tên gọi khác là Lê Quý Ly, là một người có tài năng và được trọng dụng trong triều đình nhà Trần. Nói về cái việc trọng dụng này á, là tại vì bởi vì ông có hai bà cô, đều là vợ của vua nhà Trần, và đều hạ sinh những người con trai cho vua Trần hết. Chính vì vậy cái mối quan hệ cô cháu của Hồ Quý Ly á, nó đã tác động đến một phần nào đó về cái việc mà ông được trọng dụng trong triều đình nhà Trần. Tiếp theo là ông đã nắm được cái chức vụ cao nhất trong triều đình là phụ chính thái sư. Năm 1400 thì ông lợi dụng tình hình nhà Trần đang suy yếu, thì ông phế truất vua Trần và lên làm vua. Ông chính là vị hoàng đế đầu tiên của nhà nước Đại Ngu trong lịch sử Việt Nam. Đây, đó chính là những ý chính về về vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hồ. Rồi vậy phần một nhỏ về sự thành lập của nhà Hồ, chúng ta sẽ có những ý chính sau đây. Ý đầu tiên, năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ. Rồi, ý đầu tiên các em có thể ghi vào trong vở. Ý thứ hai, quốc hiệu lúc bấy giờ là từ Đại Việt đổi tên thành Đại Ngu. Chắc chắn khi mà nhắc đến quốc hiệu này là phải biết các em sẽ có những cái liên tưởng, những cái ý nghĩ không hay đúng không? Không hay về cái quốc hiệu này đúng không? Tại sao tự nhiên là Đại Đại Ngu? Đúng không? Đại Việt đang rất là đẹp rồi mà đổi thành Đại Ngu, đúng chưa? Thì ngay bây giờ thầy sẽ giải thích cái thuật ngữ, cái cụm từ Đại Ngu, cái quốc hiệu Đại Ngu này cho các em nắm. Không phải như cái ý nghĩ của cái suy nghĩ của các em đâu nha. Rồi nói về quốc hiệu Đại Ngu thì theo phiên âm của tiếng Hán á, thì Đại Ngu có nghĩa rằng là đây là sự an vui, sự hòa bình, chứ không phải như các em nghĩ đâu. Phải biết các em đang nghĩ gì mà. Đó, được chưa? Thì Đại Ngu theo nghĩa của từ tiếng Hán là sự an vui, sự hòa bình. Nên cũng chính vì vậy mà cái ước muốn, cái nguyện vọng của Hồ Quý Ly đó chính là gì? Đó chính là ông ước vọng về một sự bình yên, một sự rộng lớn trên khắp cõi giang sơn. Đó, nhớ nha, các em nhớ nha. Đó, đây chính là ý nghĩa của quốc hiệu Đại Ngu nha. Có thể hiểu là ước vọng về một sự bình yên, rộng lớn trên khắp cõi giang sơn. Rồi, đó là chúng ta đã đi xong về phần một nhỏ sự thành lập nhà Hồ vào năm 1400. Rồi, đây chính là bản đồ của nước Việt Nam chúng ta dưới triều đại nhà Hồ. Cái vùng màu đỏ này là của phạm vi lãnh thổ của triều đại nhà Hồ nha các em. Còn từ cái vùng này, các em như các em biết, đó chính là mình đã học ở ở chủ đề là vị trí Trần rồi. Đó chính là gì? Đó chính là nước Chiêm Thành đó. Đó, Chiêm Ba đó. Đó, các em nhớ không? Mà nhớ lại cái thức cũ nè, đó chính là gì? Quân đội Mông Nguyên với mục đích là tấn công Chăm Ba trước để dùng Chăm Ba làm bàn đạp tấn công lên Đại Việt, và dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công lên các nước phía nam của Trung Quốc. Đó, nhớ chưa? Nên cái vùng này chính là Chăm Ba đó, hay là Chiêm Thành. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phần hai nhỏ, những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Có thử rằng sau khi Hồ Quý Ly lên ngôi hoàng đế, ông đã có những cái cải cách gì để có thể khôi phục lại, chấn chỉnh lại tình hình đất nước, bởi vì lúc bấy giờ là xã hội nhà Trần đang trong một cái giai đoạn mà suy yếu, mà rối ren loạn lạc, mà thì khi mà một người lên nắm quyền cai quản đất nước thì ông sẽ có những biện pháp gì để vực dậy lại nền kinh tế đó, được chưa? Chúng ta cùng nhau đi qua phần hai nhỏ, những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Các em ghi tiêu đề bài học vào trong vở.
Rồi, nói về những biện pháp của Hồ Quý Ly thì chúng ta sẽ có những cái lĩnh vực mà Hồ Quý Ly tiến hành những biện pháp cải cách trên những lĩnh vực sau đây. Đầu tiên, những cải cách của Hồ Quý Ly nó xoay quanh những lĩnh vực. Đầu tiên là về chính trị này, thứ hai là về kinh tế tài chính, thứ ba là về xã hội, thứ tư là văn hóa giáo dục và cuối cùng là về quân sự. Đó, đây chính là năm cái lĩnh vực mà Hồ Quý Ly bắt đầu tiến hành những cải cách. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết từng cái nội dung của những cái cải cách trên những lĩnh vực này. Nên bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau đi qua lĩnh vực đầu tiên, đó chính là về chính trị. Rồi các em có thể ghi ở đây là A nhỏ, mở ngoặc ra là chính trị nha. Nói về chính trị thì Hồ Quý Ly ông đã thực hiện một cái cuộc cải cách, đó là cải tổ là hàng ngũ quan lại, thay các quan khác họ. Thay các quan khác họ là như thế nào? Có nghĩa rằng là những người mà trước đây nắm những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước đều là những người họ Trần. Thì bây giờ ông thay thế tất cả những người những các quan họ Trần thay lại bằng những quan khác họ họ khác. Đó. Không phải là họ Trần nữa, nhưng mà những người này tất nhiên sẽ là những người thân cận với ông, mà là với thứ hai là gì nữa, mà thứ hai sẽ là những người gì tài giỏi đó. Thì bạn nào có suy nghĩ thầy là mục đích mà Hồ Quý Ly lại thay đổi những cái vị quan này không phải là những vị quan mà trong dòng dõi họ Trần nữa, mục đích là gì? Là bởi vì là mục đích là để gì, để tránh cái sự tạo phản, đúng không nè? Thay vì là cho như trước kia là những người những vị quan mà họ Trần, thì tất nhiên là họ Trần sẽ luôn luôn là họ sẽ ủng hộ cái dòng dõi, cái dòng tộc của mình rồi, đúng chưa? Bởi vậy là mục đích là thay dòng dõi họ Trần sang dòng dõi họ khác, mà những người này là những người thân cận với mình, đó có nghĩa rằng nó tạo cho mình một cái sự tin tưởng nhất định nào đó, đó. Thứ hai là nó dễ quản lý nữa đó, đúng không nè? Tất nhiên là những người mà mình thân cận với mình rồi á, là những người này là mình sẽ dễ quản lý đó, mình có một cái độ tin tưởng cao hơn rồi. Đó là cái việc làm đầu tiên mà về mặt chính trị của Hồ Quý Ly. Thứ hai là ông đổi tên một số đơn vị hành chính ở ở các cấp, ở các trấn. Ví dụ như là ông đổi từ trấn Thanh Hóa sang là trấn Thành Đô, từ trấn Quốc Oai sang là trấn Quảng Oai, từ Lạng Sơn Phủ sang Lạng Sơn Trấn. Đây chính là một vài cái ví dụ cơ bản về cái việc mà đổi tên một số đơn vị hành chính của Hồ Quý Ly. Được chưa? Rồi, đặc biệt lúc bấy giờ á là Hồ Quý Ly còn cho dời đô từ Thăng Long. Các em nhớ nha. Kinh thành Thăng Long chính là kinh thành của kinh đô của triều đình nhà Trần đó. Thì lúc bấy giờ là Hồ Quý Ly cho dời kinh đô từ Thăng Long về gì, về thành nhà Hồ thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay đó, được chưa? Dời từ Thăng Long về về Thanh Hóa. Thanh Long chính là Hà Nội ngày nay đó, còn tiếp theo là dời từ Thăng Long về 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 thành Thanh Hóa. Tiếp tục là Hồ Quý Ly còn thăng quan hay giáng chức cho quan lại thông qua cái việc là gì, xem xét cái đời sống của nhân dân. Bạn là hiểu ý này, cái ngụ ý này của Hồ Quý Ly này, có nghĩa rằng là ông sẽ cử người, mình gọi là cử những thanh tra đó đến những cái vùng quê coi thử rằng là đời sống của nhân dân ở đó họ có một cuộc sống như thế nào. Nếu mà cuộc sống của người dân ở đó họ có một cuộc sống ấm no sung túc đầy đủ, thì chắc chắn là cái người đứng đầu của cái vùng quê này, của cái xã, cái huyện này, chắc chắn là những người này là những người tài giỏi, đúng không? Họ mới làm cho cái xã, cái ấp, cái thôn của mình làm sao nó phát triển, đúng không? Nó giàu mạnh đó. Còn mà một cái xã, một cái thôn hay là một cái trấn nào đó mà sao, mà khi mà thanh tra đến đây, một cái cảnh mà đập vào mắt của họ là gì, một cái cảnh sơ sát tiêu điều, nạn trộm cắp thì triền miên, đời sống nhân dân thì cực khổ, thì sẽ dựa vào đó, sẽ thông qua cái hình ảnh đó mà biết được rằng vị quan này là không chăm lo đến đời sống nhân dân đó.
nên dựa vào đây để thăng quan hay giáng chức cho quan lại. Đó là dựa vào cái việc xem xét đời sống của nhân dân. Đó, các em thấy chưa? Đây chính là một cái chính sách rất là tiến bộ của Hồ Liên. Rồi chúng ta cùng nhau đi qua lĩnh vực thứ hai, đó là về kinh tế tài chính. Nói về kinh tế tài chính thì các em biết rồi, nhắc đến kinh tế tài chính thì chúng ta nhắc đến gì? Tiền tệ đúng không nè? Vậy thì những nội dung mà Hồ Quý Ly xoay quanh về vấn đề kinh tế tài chính đó là gì? Đó là ông cho phát hành tiền giấy. Được chưa? Và đồng tiền này có tên là thông bảo hội sao. Các em nhớ nha. Đó. Và nhắc cho các em biết luôn, thì Hồ Quý Ly chính là người đầu tiên cho sử dụng tiền giấy ở ở nước Việt Nam của chúng ta. Chứ trước đó là chúng ta sử dụng đồng tiền bằng đồng, đồng tiền xu đó, bằng đồng. Thì Hồ Quý Ly chính là người đầu tiên cho sử dụng tiền giấy. Nói về cái việc quy định tiền giấy á, thì năm 1396 Hồ Quý Ly ban hành tiền giấy gọi là thông bảo hội sao. Thì là trên màn ảnh vừa rồi thầy mới cho các em xem đó, cái hình ảnh của chúng ta đó chính là đồng tiền thông bảo hội sao đó. Đó, đó chính là đồng tiền thông bảo hội sao. Và nó có 7 loại. Ví dụ như là 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 5 tiền, 10 tiền và 1 quan. Đó, giống như là nhiều cái mệnh giá đó em ạ. Và lúc này á, Hồ Quý Ly là cho cấm sử dụng tiền đồng. Hễ mà ai có tiền bằng đồng á, thì phải đem đổi cho nhà nước để lấy tiền giấy. Đó, đó chính là những quy định về cái việc ban hành tiền giấy của Hồ Quý Ly. Rồi, nội dung thứ hai, đó chính là ban hành chính sách hạn điền và quy định lại thuế đinh, thuế ruộng. Thế thì hạn điền là gì? Hạn là hạn chế, điền là ruộng. Có nghĩa rằng hạn điền là chính sách hạn chế về ruộng đất. Thì chính sách này quy định như sau. Đại vương á và trưởng công chúa á, thì những người này sẽ không giới hạn về quyền sở hữu ruộng đất tư hữu. Tư hữu là các em biết rồi đúng không? Là bài tiết trước mình đã học rồi, tư hữu là ruộng đất thuộc sở hữu của một cá nhân nào đó. Đó, thì đại vương và trưởng công chúa sẽ là những người không quy định về về số lượng ruộng đất mà họ sở hữu. Đó. Còn những người còn lại á thì sẽ quy định như thế này, không quá 10 mẫu ruộng. Đó, các em nhớ nha, bất kỳ quan lại, quý tộc, vương hầu hay là địa chủ, họ đều không sở hữu quá quá 10 mẫu ruộng. Nếu mà những người nào mà sở hữu quá 10 mẫu ruộng, như là 11 mẫu, 20 mẫu, 30 mẫu, thì cái số dư ra thì sẽ xung vào công quỹ của nhà nước. Đó, và sử dụng cái công quỹ đó gì? Cho những người nông dân nghèo, họ thuê lại, họ cày cấy, họ canh tác, và nhiệm vụ của họ là nộp thuế vào cho nhà nước. Đó, đây là một chính sách rất là tiến bộ nữa của ai? Của Hồ Quý Ly. Nhằm mục đích là hạn chế ruộng đất nằm trong tay của những người giàu đi, chia bớt cho người dân để họ gì? Họ có ruộng đất, họ cày cấy canh tác đi. Để nhằm đích là ổn định đời sống người dân. Đó, bây giờ một chính sách cũng rất là tiến bộ. Tiếp theo, quy định lại thuế đinh, thuế ruộng. Thuế đinh là gì? Thuế đinh á có nghĩa rằng là chỉ đánh vào những người có ruộng thôi. Còn những người mà không có ruộng như là trẻ em mồ côi, những người đàn bà quá phụ, là những người mà mất chồng đó, những người già thì sẽ không có không đóng thuế. Đó, còn những người mà có ruộng thì phải đóng thuế. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua thuế ruộng. Thuế ruộng là gì? Thuế ruộng là gì? Quy định như thế như sau. Thì có nhiều ruộng thì đánh thuế càng nhiều, không có ruộng thì không đánh thuế. Đó, được chưa? Vậy là chúng ta đã đi qua hai cái nội dung rất là cơ bản về lĩnh vực kinh tế tài chính của triều đại nhà Hồ. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đi qua lĩnh vực thứ ba về xã hội. Về xã hội thì ở cái lĩnh vực kinh tế tài chính á, là có chính sách hạn điền, còn về xã hội là có chính sách hạn nô. Thế thì hạn nô là gì? Hạn cũng giống như là ở hạn điền, hạn là hạn chế, nô ở đây là nô tỳ hay là gia nô, có nghĩa rằng là hạn chế về về nô tỳ hay là gia nô. Thì chính sách này quy định như sau. Năm 1401, nhà Hồ quy định chiếu theo phẩm cấp các quan lại quý tộc chỉ được nuôi một số gia nô nhất định. Các em hình dung bây giờ.
Ví dụ như là một số quan lại họ có quá nhiều gia nô đi đó, họ có đến 100 người hoặc là 200, 300, thì họ quy định rằng là ví dụ như là lúc bấy giờ là triều đại Hủ Ly quy định là chỉ sở hữu một số lượng gia nô nhất định thôi, còn mỗi gia nô thừa ra thì được nhà nước đền bù 5 quan tiền đó. Và những gia nô này thừa ra thì sao, thì sẽ xung vào sẽ đưa vào phục vụ cho nhà nước, cho công đó, đưa vào phục vụ trong triều đình đó. Các em hình dung chưa, đây cũng chính là một chính sách rất là tiến bộ. Nhưng mà bên cạnh đó các em thấy rằng á, là nó có một mặt hạn chế là gì, là nó chưa giải phóng hoàn toàn cái thân phận của người gia nô, của người nô tỳ, đúng không? Thay vì á là những người gia nô này nè, họ được họ họ được thừa ra đúng không, thì nhà nước sẽ đền bù và họ làm việc cho nhà nước. Thế thì tại sao họ không giải phóng, đúng không? Thế thì tại sao Hữu Ly á lại không giải phóng cái thân phận của các gia nô luôn đi, để họ trở thành những người nông dân tự do đi, đúng không? Mà cái thân phận của họ vẫn là nô tỳ, vẫn là gia nô đó. Đây là một cái rất là hạn chế, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta cùng nhau đi qua lĩnh vực thứ tư, đó là về văn hóa giáo dục. Về văn hóa giáo dục thì nhà Hồ quy định như sau: những nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. Hoàn tục là gì? Hoàn tục chính là không cho đi tu nữa. Thế thì tại sao là không cho đi tu nữa? Như các em biết nè, triều đại nhà Lý nè, nhà Trần á, thì đạo Phật rất là được chuộng trong nhân dân, đúng không? Chùa chiền được mọc lên rất là nhiều. Các nhà sư á, thì đi tu rất là đông. Thì những cái tình trạng mà nhà sư đi tu rất là đông như vậy á, nó sẽ gây ra một cái hậu quả, đó là không có người sẽ thiếu hụt về về nhân công, về lao động phục vụ, về phát triển kinh tế, cũng như là về xây dựng quân đội, về binh lính đó, đúng chưa? Một đất nước mà hơn một nửa nam giới là nhà sư thì lấy đâu ra mà nam giới để làm việc, đúng không? Để làm kinh tế, lấy đâu ra nam giới để phục vụ cho quân đội đó. Nên lúc bấy giờ Hữu Ly bắt những nhà sư này dưới 50 tuổi đều phải hoàn tục, không cho đi tu nữa, mà gì, mà phục vụ trong hai mục đích đó: phát triển kinh tế và xây dựng quân đội. Một chính sách cũng là tiến bộ của nhà Hồ, đúng không này? Thứ hai là cho dịch sách chữ Hán và chữ Nôm. Như các em biết rồi, chữ Hán là không phải là chữ thuần Việt của chúng ta, mà là của người Hán, đúng không? Người Hán của Trung Quốc đó. Chữ Nôm là cái chữ sáng tạo từ chữ Hán ra ra chữ của ta, là chữ Nôm. Thì có nghĩa rằng là chữ Nôm là đây được xem là cái chữ quốc ngữ đầu tiên của nước Đại Việt đó, của nước Việt Nam đó. Nên lúc bấy giờ cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, thì đây cũng chính là một cái biện pháp rất là hay đó, nhằm giữ cái gì, bản sắc văn hóa dân tộc đó, tránh cái tình trạng mà chúng ta bị đồng hóa đi đó. Được chưa? Đây chính là chính sách thứ thứ tư của nhà Hồ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về về mặt quân sự, chính là lĩnh vực cuối cùng. Nói về quân sự thì chúng ta sẽ có những ý sau đây. Đầu tiên là nhà Hồ tăng quân số. Thứ hai là gì? Thứ hai là tích cực sản xuất vũ khí. Đó, được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ cho em xem vào triều đại nhà Hồ có những cái vũ khí nào nha. Đây, trên màn ảnh chúng ta đây chính là một trong những vũ khí rất là lợi hại dưới triều đại nhà Hồ, đó chính là súng thần công. Do một nhà phát minh cũng như cũng được xem là con trai á, của Hồ Quý Ly, chính tên là người này có tên là Hồ Nguyên Trừng. Đó, nha. Ông này là Hồ Nguyên Trừng, là người đã có công chế tạo ra súng thần công. Đó. Và đây chính là những cái viên đạn bằng đá mà để mục đích là để dùng để bắn ra, để sử dụng cho cái súng thần công này đó, để bắn ra đó. Đó, được chưa? Em thấy không? Rồi còn trong mặt chúng ta đây chính là quân đội của nhà Hồ đã làm ra một cái loại thuyền có tên gọi là lâu thuyền, một loại thuyền chiến rất là to và chở được rất là nhiều người đó, được chưa? Ly lâu thuyền đó, đó chính là những cái vũ khí mà triều đại nhà Hồ đã làm ra được, thể hiện về sức mạnh quân sự của nước Đại Ngô. Rồi tiếp theo về tăng cường củng cố quốc phòng á, thì
gì nhà Hồ còn bố trí những nơi hiểm yếu như là ở vùng biên giới này, ở hải đảo này, tiếp theo là gì nữa, là cho xây dựng những thành trì kiên cố. Thì chúng ta cũng có thể đến một trong những cái thành trì nổi tiếng của nhà Hồ, đó chính là thành nhà Hồ. Thì trong theo dõi trong sách giáo khoa của em hình 40 đó, di tích thành nhà Hồ đó, thành nhà Hồ hay còn gọi là thành Tây Đô, có chiều dài nam bắc dài 860 m, chiều đông tây thì dài 863 m. Đây được coi là tòa thành đá duy nhất còn lại ở Đông Nam Á. Ngày 27 tháng 6 năm 2011 thì UNESCO đã công nhận thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới. Đó, em có thể thấy một công trình kiến trúc mà hiện nay nữa, được xem là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra, ngoài thành nhà Hồ ra thì Hồ Quý Ly còn cho xây dựng thành Đa Bang. Đó, được chưa? Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi xong về lĩnh vực cuối cùng mà những cái cải cách mà Hồ Quý Ly đã tiến hành, đó là về cải cách quân sự. Thì chúng ta sẽ cùng nhau coi thử rằng là thông qua những cái cải cách này thì nó có những cái ý nghĩa và tác dụng để lại như thế nào. Chúng ta cùng qua ba nhỏ ý nghĩa tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly. Rồi, trước tình trạng suy sụp của nhà Trần và cuộc khủng hoảng cuối thế kỷ 14, Hồ Quý Ly đã thực hiện cuộc cải cách khá toàn diện hầu hết trên tất cả các lĩnh vực để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Điều đó chứng tỏ ông là một người, là một nhà cải cách có tài và là một người yêu nước. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy rằng song song những cái việc làm mà Hồ Quý Ly mang lại cho đất nước thì bên cạnh đó nó cũng có những cái mặt hạn chế. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cái tác dụng của Hồ Quý Ly, cải cách của Hồ Quý Ly nó mang lại những cái tích cực, những cái điều mà tiến bộ cũng như là cái điều hạn chế gì nha. Về tiến bộ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đưa đất nước thoát khỏi một cái tình trạng khủng hoảng như các em biết rồi đúng không nè. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng á, là nhà Trần cuối thế kỷ 14 là đang trong một cái giai đoạn vô cùng khủng hoảng luôn đó. Thì những cái chính sách này của Hồ Ly á, nó nhằm mục đích là đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, vực dậy lại nền kinh tế. Thứ hai là ý tiến bộ là gì, hạn chế tập trung ruộng đất của địa chủ, của quý tộc thông qua chính sách hạn hạn nô hạn điền đó. Thứ ba, tăng cường nguồn thu nhập và quyền lực của nhà nước. Bạn nào để ý nè, nguồn thu nhập của nhà nước này là dựa đâu? Dựa vào chính sách hạn điền này đó, lấy ruộng đất của những người mà họ nắm quá 10 mẫu cho ai? Cho người nông dân họ cày cấy, họ canh tác và họ nộp lại thuế đó. Thì không có nghĩa rằng là gì, tăng cường nguồn thu nhập cho nhà nước đúng không, và quyền lực của nhà nước đó. Rồi mình tiếp theo mình đi qua những cái mục hạn chế, coi thử rằng là bên cạnh song song những cái tích cực như vậy, những cái tiến bộ như vậy thì nó tất nhiên nó sẽ có những cái hạn chế. Thì hạn chế là gì, đó là gì, chưa triệt để, chưa phù hợp. Chưa triệt để ở chỗ nào, đó là gì, không giải phóng thân phận của người nô tỳ, của gia nô. Chưa phù hợp là gì, đó là về mặt kinh tế tài chính là thay tiền tiền giấy bằng tiền đồng, là bởi vì trước đây người dân họ xài tiền đồng quen rồi, bây giờ xài tiền giấy thì họ không quen nữa. Bởi vì vậy đây chính là một cái lĩnh vực mà chưa phù hợp với người dân. Thứ hai là chưa đáp ứng được lòng dân. Hầu hết những yêu cầu của người dân là có ruộng đất, có một cuộc sống ấm no hơn, thì những cái này là chưa đáp ứng được triệt để cho người dân đó. Đây chính là hai trong số cái, những cái hạn chế tiêu biểu của những cái cải cách của Hồ Ly, đó là chưa triệt để và chưa phù hợp. Thứ hai là chưa đáp ứng được người dân đó. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua bài 16 của phần hai la mã về việc nhà Hồ thành lập với sự lên ngôi của Hồ Quý Ly, và Hồ Quý Ly đã bắt đầu tiến hành những cái cuộc cải cách trên hầu hết tất cả những cái lĩnh vực đó, được chưa? Và bên cạnh đó nó cũng từ những cái lĩnh vực, từ những cái cải cách này nó cũng đem lại những cái mặt tiến bộ cũng như là hạn chế. Rồi, thì trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì thầy
sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại những cái kiến thức mà chúng ta vừa mới học xong nha. Chúng ta đi qua nội dung cuối cùng, đó là về củng cố. Câu số 1, Hồ Quý Ly lên ngôi hoàng đế năm bao nhiêu? A năm 1400, B năm 1401, C năm 1402 và D là năm 1403. À, nói về cái việc lên ngôi hoàng đế của Hồ Quý Ly, đó là sau khi mà phế truất vua Trần và lên ngôi hoàng đế, đó là vào năm 1400. Và Hồ Quý Ly chính là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Hồ, được chưa? Đó, và cũng là hoàng đế đầu tiên của nhà nước Đại Đại Ngô nha. Rồi, nên đáp án của chúng ta là chính xác, đó chính là đáp án A. Câu số 2, về kinh tế thì Hồ Quý Ly ban hành chính sách gì? Kinh tế nha, các em nên nhớ nha, về kinh tế nha. A hạn nô, B hạn điền, C ngụ binh ư nông và D là an dân. A, nói về chính sách an dân á, đây là một chính sách á, của thời triều đại nhà Nguyễn. Đây là một chính sách là để phục vụ, để làm tốt cái công việc của người dân, đem lại cho người dân một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngụ binh ư nông, đây là một chính sách liên quan đến quốc phòng về quân đội. Hạn điền, đây là một chính sách liên quan đến đó chính là gì? Đó chính là hạn hạn điền, với là chính sách liên quan đến kinh tế. Còn hạn nô, đây là một chính sách liên quan đến đến xã hội. Nên đáp án của câu 2 này, đây chính là đáp án B, hạn điền. Rồi, chúng ta cùng nhau đi qua câu hỏi số 3. Chính sách hạng nô quy định đền bù bao nhiêu quan tiền cho mỗi gia nô thừa ra? A là 3, B là 4, C là 5 và C là 6. Nói về chính sách hạng nô, đây là một chính sách trong lĩnh vực xã hội, quy định là những người, những quan lại, những vương hầu, những quý tộc sở hữu một số lượng gia nô nhất định. Những gia nô còn thừa ra thì sẽ được xung vào, sẽ được đem vào phục vụ trong triều đình. Và mỗi gia nô như vậy thì nhà nước sẽ đền bù cho những quan lại, những quý tộc, những vương hầu này 5 quan tiền. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án C là 5. Câu số 4, về văn hóa thì nhà Hồ quy định nhà sư dưới bao nhiêu tuổi mới hoàn tục? A là 20, B là 30, C là 40 và D là 50. Nói về văn hóa thì nhà Hồ đã thực hiện chính sách rất là hay. Đó là gì? Quy định những nhà sư dưới 50 tuổi đã hoàn tục là không đi tu nữa, để phục vụ cho hai cái việc cơ bản là về kinh tế, là phát triển kinh tế. Thứ hai là về xây dựng quân đội. Đó. Nên đáp án đúng của chúng ta về câu số 4 này đó chính là 50 tuổi. Đó, được chưa? Rồi, câu hỏi cuối cùng. Câu số 5, điểm hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly là gì? A, thế lực của họ Trần vẫn không suy giảm. B, chưa có những chính sách để phát triển văn hóa, giáo dục. C, tình trạng phân quyền ở trung ương này ngày càng rõ rệt. Và câu D, gia nô, nô tỳ chưa được giải phóng, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Nói về cái điểm hạn chế của Hồ Quý Ly á, thì thầy có nêu hai cái điểm hạn chế. Đó là gì? Chưa triệt để, đó là vì thân phận của người nô tỳ và người gia nô chưa được giải phóng hoàn toàn đó, và chưa phù hợp với tình hình thực tế, là đổi về chính sách kinh tế tài chính đó, đó là cho sử dụng tiền tiền giấy sang tiền đồng, đó là người dân họ sử dụng thông quan. Nên bởi vậy đáp án của câu hỏi số 5 này đó chính là đáp án D, gia nô tỳ thì chưa được giải phóng, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Rồi, vậy là thầy và em đã cùng nhau đi qua bài 16 về cái việc thành lập nhà Hồ và những cải cách của Hồ Quý Ly. Thì tiết học của thầy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau. Thân ái, chào các em.